Xin chào cả nhà nè, xin chào cả nhà. Hàng tấm trắng Kawan về phim rất là nhiều nha cả nhà ơi. Hàng có sẵn ở shop nha mọi người. Mọi người lên shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ nha. Hàng bao chính hãng 100% nha, cho nên mọi người yên tâm mà sử dụng nha mọi người nha. Hàng tấm trắng, hàng chính hãng của Thái Kawan. Chị em nào mà sức kem lâu trắng thì mình nên tấm trắng nha mọi người. Bởi vì khi tắm trắng á, da nó sẽ bật tông từ 40-50% tông. Có những chị em dùng á, thì nó sẽ bật tông từ 70-80% tông nữa. Nó sẽ lên tông nhưng mà tùy theo cái cơ địa của mỗi người lên tông ít hay tông nhiều thôi. Khi mình tắm trắng xong mình thoa kem là nó đã bật hai tông da rồi. Bởi vì khi tắm trắng đã bật một tông da, mình thoa kem nữa nó sẽ bật một tông da nữa. Cho nên chị em nào mà sức kem lâu trắng á, thì mình nên tắm trắng. Tắm trắng thì nó sẽ bật tông, mình dưỡng da nó sẽ nhanh trắng hơn nha mọi người nha. Hàng có sẵn ở shop nha mọi người. Mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ nha. Đây là mặt sau của nó nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.